Sau 2 ngày diễn ra sôi nổi, Liên hoan các câu lạc bộ nghệ thuật truyền thống không chuyên tỉnh Ninh Bình năm 2023 đã thành công tốt đẹp, để lại nhiều dấu ấn đối với công chúng. Tại lễ bế mạc, ban tổ chức đã trao 33 giải cho các đoàn tuyển tham gia. Với khoảng 40 tiết mục biểu diễn các loại hình nghệ thuật truyền thống tiêu biểu như hát văn, hát sầm, ca trù, chèo, dân ca Mường, Liên hoan đã thu hút được sự cổ vũ quan tâm của đông đảo nhân dân địa phương, qua đó tạo không khí vui tươi phấn khởi, đáp ứng nhu cầu sáng tạo, hưởng thụ văn hóa nghệ thuật, nâng cao đời sống tinh thần cho người dân. Các tiết mục của các huyện, các đội về thật chất là tốt và chuẩn bị chu đáo, rồi là các diễn viên không chuyên thì tôi thấy là cũng là rất giỏi. Tỉnh ta cũng nên là đưa những cái chương trình thêm nhiều lên hơn nữa để cho những người dân chúng tôi được coi như thế là thưởng thức. Theo đánh giá của ban tổ chức, các tiết mục tham dự liên hoan năm nay đều giản dựng công phu, được đầu tư cả về ý nghĩa nghệ thuật, trang phục, đạo cụ. Mỗi nghệ nhân, diễn viên nhạc công bằng tài năng, niềm đam mê nghệ thuật đã thể hiện hết mình qua từng tiết mục, truyền tải được tình yêu quê hương đất nước, ca ngợi Đảng Quang Vinh, Bác Hồ vĩ đại, niềm tự hào của mỗi người dân Ninh Bình về sự phát triển của quê hương. Cái liên hoan này chúng tôi thấy có ý nghĩa trong chúng tôi là cứ hàng năm có mong muốn như vậy để chúng tôi là khôi phục lại những cái bản sắc văn hóa của dân tộc Mường và chúng tôi để được đi và thăm khảo được biết về những cái các nơi khác họ hát để chúng tôi học hỏi thêm. Liên hoan nghệ thuật truyền thống lần này là thực chất là tiếp thêm cái sức mạnh và niềm đam mê cho chúng tôi. Và sau liên hoan này thì chúng tôi cũng rất là mong để quảng bá được những cái lời hát chầu văn đến tất cả mọi người. Và chúng tôi sẽ kết nạp thêm nhiều thành viên trẻ cùng yêu nghệ thuật về câu lạc bộ để phát huy nghệ thuật truyền thống nói chung và là điệu hát chầu văn nói riêng. Định kỳ tổ chức hàng năm, liên hoan các câu lạc bộ nghệ thuật truyền thống không chuyên đã trở thành ngày hội của những người yêu nghệ thuật ở cơ sở, tạo sân chơi bổ ích để phát triển phong trào văn hóa văn nghệ trong tỉnh, góp phần gìn giữ và phát huy tốt hơn nữa những giá trị di sản văn hóa của dân tộc. Kết thúc liên hoan, ban tổ chức đã lựa chọn các tiết mục xuất sắc cho 10 giải A, 10 giải B và 13 giải C.